Kính thưa bà con cô bác, trà xanh, một biểu tượng của sự thanh tịnh và sức khỏe, đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và lối sống của nhiều quốc gia trên thế giới. Được chế biến từ lá của cây trà Camellia sinensis mà không qua quá trình oxy hóa như trà đen, trà xanh giữ nguyên được hương vị tinh tế và các dưỡng chất quý giá. Trong văn hóa truyền thống của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, trà xanh không chỉ là một loại đồ uống mà còn là biểu tượng của sự tĩnh lặng và sự kích thích trí óc. Với nhiều người, việc thưởng thức một tách trà xanh không chỉ là để tìm kiếm sự thư giãn, mà còn là cách để kích thích trí não và tinh thần. Ngoài ra, trà xanh cũng được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Được cho là giàu chất chống oxy hóa, trà xanh có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ trong việc giảm cân và tăng cường hệ miễn dịch. Những tính năng này đã làm cho trà xanh trở thành một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Trà xanh không chỉ là một loại đồ uống mà còn là một biểu tượng của sự thanh tịnh, sức khỏe và sự kết nối với tự nhiên, làm cho nó trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của nhiều người trên toàn thế giới. Vậy bạn có biết trong trà xanh có 8 chất rất tốt cho sức khỏe con người? Một, trà xanh chứa catechin. Trà xanh là một nguồn giàu catechin, một loại polyphenol tự nhiên được tìm thấy trong thực vật. Trong trà xanh, catechin tồn tại dưới nhiều dạng, bao gồm epicatechin, epicatechin gallate, epic allocatechin và epic allocatechin gallate, EGCG. Đây là những hợp chất chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại những lợi ích sức khỏe mà trà xanh được biết đến. Catechin đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu y tế với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng có khả năng ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình tổn thương tế bào do các gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác động có hại của môi trường và quá trình lão hóa. Điều này cũng liên quan đến khả năng của catechin trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch và đáng chú ý làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng catechin có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu, đặc biệt là cholesterol LDL xấu. Việc giảm cholesterol là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, bao gồm đau thắt ngực và đột quỵ. Không chỉ có vậy, catechin còn được xem là có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Các nghiên cứu trên động vật và dữ liệu cơ bản đã cho thấy rằng EGCG, một trong những catechin phổ biến nhất trong trà xanh, có thể ngăn chặn sự phát triển của các khối u và kích thích tử vong tế bào ung thư. Trong tất cả, catechin là một trong những yếu tố chính giúp làm cho trà xanh trở thành một loại đồ uống có lợi cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa hương vị thanh mát và các lợi ích sức khỏe của catechin đã làm cho trà xanh trở thành một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng của nhiều người trên toàn thế giới. 2. Trà xanh chứa caffeine. Trà xanh chứa caffeine, một chất kích thích tự nhiên có trong các loại thực phẩm và đồ uống khác nhau. Caffeine trong trà xanh được biết đến với khả năng tăng cường sự tỉnh táo và tập trung, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn trong suốt thời gian dài. Nó cũng có khả năng lợi tiểu, giúp loại bỏ các chất độc hại và chất cặn khỏi cơ thể. Ngoài ra, việc uống trà xanh trước khi tập thể dục cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. Caffeine trong trà xanh có thể giúp tăng cường sức chịu đựng của cơ thể, làm giảm cảm giác mệt mỏi và tăng cường năng lượng, từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho hiệu quả tập luyện. Điều này có thể dẫn đến việc tập luyện có hiệu quả hơn và đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tiêu thụ caffeine cần được điều chỉnh để tránh tác động tiêu cực đối với sức khỏe, như mất ngủ, lo âu hoặc nhịp tim không đều. Việc sử dụng caffeine nên được điều chỉnh hợp lý để đảm bảo tận dụng được các lợi ích mà nó mang lại mà không gây ra các vấn đề sức khỏe khác. 3. Trà xanh chứa vitamin. Vitamin là nhóm chất cần thiết cho cơ thể, nhưng chúng thường chỉ được cung cấp thông qua chế độ ăn hàng ngày. Trong trà, chúng ta cũng có thể tìm thấy một số loại vitamin quan trọng như vitamin C, vitamin E, vitamin B2, carotene và acid folic. Nhờ vào việc chứa các loại vitamin này, việc thưởng thức trà xanh thường xuyên có thể giúp cơ thể tiếp nhận một lượng lớn các dưỡng chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe và cân bằng cơ thể. Các loại vitamin như vitamin C và vitamin E là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và các tác nhân gây lão hóa.
vitamin B2 riboflavin là một thành phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ sức khỏe của da và mắt. Caroten là một dạng provitamin A, có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì sức khỏe của làn da, mắt và hệ thống miễn dịch. Acid folic cũng được biết đến như vitamin B9, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào mới và cũng là chất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Với sự đa dạng của các loại vitamin trong trà xanh, việc thưởng thức nó đều đặn không chỉ mang lại hương vị thú vị, mà còn cung cấp một nguồn dồi dào các dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. 4. Trà xanh chứa axit amin. Hương vị đậm đà, độc đáo của trà xanh có được là nhờ vào các axit amin trong loại trà này. Axit amin chủ yếu trong trà xanh là theanine chiếm đến 60%, ngoài ra còn có các axit amin khác như asparagine, glutamine, arginine và cerine. 5. Trà xanh chứa saponin. Hầu hết các loại trà đều chứa saponin, một thành phần quan trọng đóng vai trò trong việc tạo ra hương vị đặc trưng và khả năng tạo bọt của trà. Saponin là một loại hợp chất tự nhiên có trong các loại trà, làm cho trà có vị đắng nhẹ và tạo ra bọt khi được pha. Ngoài vị đắng và khả năng tạo bọt, saponin còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nó được biết đến với khả năng kháng viêm và kháng nấm, giúp cơ thể đề kháng lại các vi khuẩn và virus gây bệnh. Saponin cũng có tác dụng ngăn ngừa dị ứng, giúp cơ thể phản ứng ít mạnh mẽ hơn với các tác nhân gây dị ứng từ môi trường. Ngoài ra, saponin cũng được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Nó có thể giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ việc giảm cân và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Đặc biệt, saponin có thể có ích cho những người bị hạ huyết áp, béo phì hoặc đang trong giai đoạn đối mặt với cảm cúm và các vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch. Nhờ vào những tính chất này, saponin không chỉ là một thành phần làm cho trà thêm hấp dẫn, mà còn là một phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và tạo ra một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. 6. Trà xanh chứa flo. Trong cây trà cũng có chứa thành phần flo, chủ yếu ở lá trưởng thành. Thành phần này có lợi cho răng miệng, giúp phòng ngừa sâu răng tốt hơn. 7. Trà xanh chứa các khoáng chất. Trà xanh có chứa từ 5 đến 6% là các khoáng chất, trong đó chủ yếu chứa canxi, kali, magie, phốt pho và một lượng nhỏ các khoáng chất đồng, kẽm, mangan. 8. Trà xanh chứa chất diệp lục. Chất diệp lục được biết đến là thành phần tạo nên màu xanh cho lá cây và giúp cây quang hợp. Nếu trà xanh được trồng bằng phương pháp nuôi cấy, ở nơi ít ánh sáng sẽ có nhiều chất diệp lục hơn. Thành phần này có lợi ích chống hôi miệng, khử mùi răng miệng khá hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!